Mình nhà giàu, sáng hôm nay bố mình lại mua cho mình bánh trứng tươi. Wow, nhìn lại biết cây này là không hề rẻ tiền rồi. Chắc tầm đâu đó vài trăm triệu bịch này. Bây giờ mình bóc ra mình ăn mới được. Nhà mình giàu đúng sướng thật. Chỉ có việc ăn với việc ngủ và việc đi chơi thôi, không cần làm gì hết. Ngon quá. Nhà mình nghèo, nó có gì ăn chứ, cứ đi ngủ lùng tung, mình đói bụng quá. Bánh này ngon quá, mình phải thử xin bạn nhà giàu ăn thử mới được. Bạn ơi, bạn có thể cho mình một miếng được không? Mình đói quá. Cái thằng nhà nghèo này, mày từ đâu đến đây? Bạn có thể cho mình một miếng được không? Bạn muốn ăn thì bạn hãy nhắm mắt lại, hà mồm ra. Được chưa bạn? Nhà bạn nghèo, bạn chỉ có thể ăn không khí mà thôi. Lươn. Tại sao bạn lại không cho mình ăn? Mình thấy còn bánh rất nhiều mà. Bạn ăn làm sao hết? Nói cho mày biết này, bánh còn nhiều tao không ăn hết á, thì tao vứt. Còn hơn tao cho cái loại nhà nghèo như mày. Mau lượn cho tao. Tại sao con khóc? Con nói bụng mà bạn nhà giàu không cho con ăn bánh. Thôi con nín đi. Chú có cái bánh khổng lồ này, chú mua cho con trai của chú. Thôi bây giờ thì chú cho cháu. Cháu há cái mồm ra. Wow. Thương con trai. Bánh ngon lắm chứ. Được. Mày nhà nghèo mày lấy bánh ở đâu ra đó? Wow, bánh to quá. Mình cho bạn hết từng ngày, bạn cho mình cái này được không? Mình không cần. Cái bánh của bạn á, không bằng một phần bánh của mình đâu. Lúc này mình xin một miếng bánh của bạn, sao bạn lại không cho mình mà lại đuổi mình đi, mà bây giờ bạn lại xin miếng bánh của mình? Mình biết rồi rồi bạn ạ. Bạn cho mình ăn thử cái bánh này đi. Mình cho bạn thử cái bánh này ngon lắm. Ngồi xuống đi bạn. Rồi, đổi qua cho nhau đây bạn ơi. Của bạn đấy. Bánh ngon lắm bạn ạ. Từ nay mình có bánh ngon, mình cho bạn. Mình cũng thế. Thì anh em đi kiếm trò gì, mát mát ăn cho ngon đi.